đường xá bây giờ xe cổ đâu mà quá chừng quá đổi, chạy cả ngày mới lên tới trên này, mệt quá con ơi. Tuần nay không hiểu sao trời cứ đổ cơn mưa, tao nhớ thương cứ dồn dập nhau về mà nhớ hồi xanh muôn cũng vào một buổi chồng mà còn hơn kẻ làm công. Vợ đành chôn vào hư không. Má có nhận được, má đã đọc rất kỹ nên hiểu được ý của con. Nhưng má muốn lên đây gặp con một lần sau cuối, trước khi mẹ con mình chia xa vĩnh viễn. Con ơi, có những sự hy sinh không cần hiểu tận tôn nguồn coi, có người mẹ nào nỡ bỏ con để ra đi cho đành đôi. Khi gắng gắng bên tay còn nghe tiếng khóc khóc vào lòng trong tâm tư bấn loạn, lúc mưa gió bên ngoài dồn thà gào thét từng cơn. Ơ trời mưa bông bông phần phần, mẹ đi lấy chồng con ở với ai, từng giọt mưa hay lệ mình tuôn đổ. Phải không? Không đâu con, má thương con lắm. Má biết phải làm sao để bảo vệ hạnh phúc cho con mà. 20 năm qua má đã chịu được mưa nắng gian lao để nuôi cho con nên hình nên dốc. Thế
thì hôm nay không lẽ gì chút tình riêng lại làm dáng dở nở duyên con mình. Má chỉ xin con cho má được ở lại đây một lần, má sẽ đi chợ nấu cho con bữa cơm cá lóc rồi đem về má sẽ hát ru con. Con ơi con ngủ cho ngon, má thương con lắm bỏ con sao đành. Lúc thơ con thích dỗ dành, bây giờ con lớn như con chim xa đàn. Đứng lên đi con, dù gì đi nữa cũng còn mồ mả nhà cửa dưới quê. Mà ở đây với con cũng không có được đâu con.